bán hòn du thờ công ta lô cuốn pi đây khi mùa khổ bóng thì lại đón ỏi thiết ỏi lường khi lại thuôn mặc cam cam hòm khi lại bày quê ngò than lặng bên tới lúc không thích lúc đấy vui vàng nằm bố bốc chim cần bố mài ơi. Nói đến sự mênh mông của sông nước xứ Tuyên, nổi bật không thể không nhắc tới dòng Gâm, dòng sông mang đậm tính chất trữ tình và thơ mộng. Chảy dọc theo dòng thời gian, hành trình trên sông Gâm là hành trình khám phá các giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân đồi bờ, cũng là hành trình để trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên nơi đây. Xuôi theo dòng sông Cội là cội nguồn của lịch sử và văn hóa, là xuôi theo mạch nguồn tự nhiên của sự sống. Từ xưa tới nay, các dòng sông nói chung, sông Gâm nói riêng vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống và tâm thức của người dân. Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ sẽ được chúng tôi khắc họa sinh động qua phóng sự có tên gọi Dòng chảy thời gian. Chuyến hành trình tìm về với dòng Gâm từ khu du lịch sinh thái Na Hàng, Lâm Bình, nơi con sông Gâm bắt đầu chảy vào địa phận tỉnh Tuyên Quang. Bắt nguồn từ Vân Nam Trung Quốc, sông Gâm có chiều dài 297 km, trong đó phần chảy trên đất Việt khoảng 217 km đi qua địa phận tỉnh Cao Bằng ở vùng đất Na Động, uốn mình lượn qua những đoạn đèo quanh co, len lỏi dưới những sườn núi chênh vênh, dựng đứng và nhận thêm nước từ dòng Nho Quế, từ Lũng Cú, Hà Giang, rồi buông mình theo hình cánh cung hòa vào những dãy núi đá vôi của tỉnh Tuyên Quang để tạo nên những cảnh quan tự nhiên tuyệt mỹ được ví như một Hạ Long trên cạn giữa chốn sơn cùng thủy tận. Sông này thì nó chảy từ Bắc Mê về. Sông gọi sông Gâm từ 2003 đó lắp đập thì di dân về dưới. Trước thì nó sông nó bé không, sông nó bé là ít cá thôi, nó chảy. Bây giờ nó lắp rồi nó lấn. Tại Tuyên Quang, sông Gâm chảy qua huyện Na Hàng, Chiêm Hóa, Yên Sơn, thì hợp với sông Lô cách thành phố Tuyên Quang 10 km. Trên địa bàn tỉnh còn có nhiều sông ngòi nhỏ nữa, tạo thành mạng lưới sông suối, phục vụ đắc lực cho đời sống, phát triển kinh tế của người dân và cảnh quan môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh. Kỳ diệu hơn khi sông Gâm được ngăn dòng làm thủy điện. Dải sông màu diệp lục vốn nằm lọt thỏm giữa những vách đá hùng vĩ, sâu hùn hút, giờ đây đã đem nước đi mênh mang khắp vùng. Trên dòng sông Gâm qua địa phận tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng được nhiều công trình thủy điện lớn trọng điểm của đất nước. Lớn nhất là thủy điện Tuyên Quang có công suất 342 MW đặt trên dòng chính sông Gâm ở thị trấn Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Thủy điện Chiêm Hóa công suất 48 MW hoàn thành năm 2012 trên sông Gâm tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa là thủy điện cột nước thấp.
Thủy điện Yên Sơn có công suất lắp máy là 90 MW, đang trong quá trình xây dựng, nằm tại xã Quý Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Trước khi có công trình thủy điện Tuyên Quang và thủy lộ sông Gâm chưa được nhiều người biết đến, người dân vùng Đông Bắc muốn đi từ Hà Giang qua Bắc Cạn, Cao Bằng phải băng đường bộ, đèo dốc, núi non hiểm trở. Từ khi cửa đập thủy điện Na Hang, công trình thủy điện Tuyên Quang đóng lại, mực nước lòng hồ dâng lên mới nối thông tuyến đường thủy từ huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang với Na Hang qua sông Gâm và nối với hồ Ba Bể qua sông Năng. Thủy lộ sông Gâm, sông Năng giúp rút ngắn hành trình hơn 250 km so với đường bộ đi cùng qua các điểm, khép lại một vòng cung Đồng Bắc cho những ai mê du lịch trải nghiệm. Có lẽ do dòng Gâm chảy qua các tỉnh phía Bắc nơi có rất nhiều những cánh rừng nguyên sinh nên nước của sông luôn trong xanh, dòng nước trôi lững lờ. Cuộc sống của cư dân nơi đây cũng chậm rãi, lặng lẽ không kém. Bao đời nay, dân sống hai bên sông đã được hưởng lợi từ nguồn nước, giao thông và thủy sản từ dòng sông mang lại. Dọc hai bên bờ sông đã hình thành các làng vạn trài, cuộc sống mưu sinh, bắt cá, hòa cùng với nhịp điệu của dòng sông. Xóm làng ngư trên sông Gâm được hình thành từ bao giờ thì họ không còn nhớ nữa. Chỉ biết là dòng sông này đã nuôi lớn bao thế hệ người dân nơi đây. Sống dựa vào dòng sông mẹ nên việc trái lưới đã trở thành tập quán của bà con. Riêng ông Ly thì đã có 40 năm kinh nghiệm. Dù có nhiều đổi thay, ông vẫn theo nghề như một thói quen. Với ông, đó là một niềm tin, một cách đối thoại với dòng nước, với dòng thời gian. Từ cái dòng sông này, xong rồi gia đình tôi coi như là cũng từ con cá, con vú là buôn bán, coi như là thuyền lớn, thuyền nhỏ, xong rồi là từ cái thời xưa là cũng chạy đò đấy. Cũng một thời kỳ chạy thuyền đò từ ở Na Hang, Đức Xuân này. Tức là gia đình là trông vào coi như cái thuyền chở khách. Đấy, hết cái lúc nào mà không chạy nữa là nghỉ ngơi thì lại hạ thuyền con xuống là đi đánh lưới, đánh câu. Thế là nuôi gia đình bằng cái nghề ở cái dòng sông này đấy. Sinh ra và lớn lên từ dòng sông đấy. Thế đến bây giờ, cũng vào cuối đời rồi mà vẫn phải bám sông đây. Với diện tích gần 8.000 hecta, nếu ví hồ Na Hang như một đại sân khấu, thì đây là những vũ điệu sống động và quyến rũ. Còn nếu là một bức tranh, thì đó phải là một bức tranh thủy mặc với nhiều nét chấm phá kỳ diệu. Bức tranh ấy có biên độ dường như vô tận khi không còn biết đâu là ranh giới của nước và trời. Và những ngày sương phủ kín mặt hồ, không biết đâu là bến bờ, giữa đại ngàn xanh thẳm, chúng tôi mới hiểu cái tên Hồ Trên Núi quả là hữu ý. Bà Nhung, vợ ông Lì, luôn đi cùng ông trong những bữa trải lưới. Mặt nước phẳng lặng như soi bóng tuổi trẻ của bà. Hai vợ chồng ông cùng với hai đứa con đã mưu sinh, duy trì cuộc sống ấm no trên dòng Gâm. Khi đoạn sông thành hồ, cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, dồi dào, giúp gia đình bà an cư, lạc nghiệp. Tôi với ông ấy từ ngày cũng toàn là chăn nuôi, rồi lấy cá, lấy mú để sinh sống. Quen sông nước hơn là ở trên buôn bán. Hàng ngày, mênh mông giữa dòng nước, hai ông bà cùng nhau làm những công việc quen thuộc, với nụ cười luôn nở trên môi. Và họ đều ngóng chờ mùa nước năm nay, các loài cá, tôm sẽ lại tiếp tục sinh sản, như một đặc ân bấy lâu nay trời đất dành cho dòng nước trong xanh này. Cách mà bà con đã dựa vào nguồn cá của hồ Na Hang nói riêng và của dòng Gâm để mưu sinh đã phản ánh sự gắn bó mật thiết của cư dân với tự nhiên, chuyện khai thác hợp lý, không tận diệt thành thói quen.
đã có một dòng sông bình yên như thế. Nay vùng hồ nước mênh mông vẫn mang theo mình dòng chảy của thời gian, nhưng lòng người đã có sự thay đổi, toan tính cho tương lai, cho những sự vươn mình, chuyển động của một miền đất. Dòng Gâm ánh lên cái vẻ hư ảo thường gặp trong mỗi buổi hoàng hôn. Mặt nước lững lờ trôi, nhưng ẩn sâu trong sự tĩnh lặng đó là sự khao khát vươn lên, làm giàu trên chính dòng nước, vùng đất quê hương. Sau một trận mưa đêm, sông Gâm như chợt trở mình tỉnh giấc với vẻ sống động của mình. Sự sống động trong cuộc sống của bà con làng chài, của những mẻ cá tôm chất đầy thuyền trong ánh nắng mai, của bến thuyền đón du khách. Không hổ danh khi dòng Gâm được ví như suối tóc của thiếu nữ miền sơn cước đang say ngủ. Nếu ai được một lần buông thuyền xuôi theo dòng Gâm, ngắm cảnh quan hùng vĩ, nên thơ và nhâm nhi các loại cá đặc sản ngay trên dòng nước, thì chắc chắn sông Gâm không làm du khách thất vọng. Mùa hạ, hòa trong tiết trời rực rỡ ánh nắng, cảnh quan bên dòng Gâm xanh mướt cũng từ từ hiện ra với vẻ kỳ vĩ, khoáng đạt và nên thơ mà hiếm nơi nào có được. Ngắm nhìn vẻ đẹp của chốn hoang sơ, chúng tôi lại cùng nói về cách giữ nguyên trạng nơi này, sao cho du lịch phát triển mà không làm mất đi sự cân bằng sinh thái. Xuôi dòng sông Gâm, chúng tôi đến với ngôi đền Đầm Hồng, được xây dựng cách đây khoảng 200 năm. Ngôi đền này đã chứng kiến bao đổi thay của dòng Gâm hiền hòa. Tọa lạc bên dòng Gâm thơ mộng tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đền có kiến trúc hình chữ công, gồm có ba nóc nối tiếp nhau từ trước ra sau. Đền gồm tòa tiền đường, trung đường và hậu cung. Ngoài lối kiến trúc chữ công, đền Đầm Hồng còn được xây theo thuyết phong thủy. Tiền minh đường, hữu hậu trầm, là nơi thủy tụ phúc, thể hiện khát vọng làm ăn phát đạt, cuộc sống bình yên hạnh phúc của người dân, đặc biệt là bà con bên tả ngạn sông. Nằm giản dị bên dòng sông Gâm thờ mộng, đền Đầm Hồng với những giá trị về văn hóa, tâm linh đại diện cho sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và phong cách kiến trúc, điểm tâm linh nổi tiếng của Tuyên Quang. Dòng sông Gâm cũng gắn liền với mạch sống, ngọn nguồn văn hóa, tình cảm của người Mông, Tày, Nùng, Dao sống bao đời ở bên sông. Chúng tôi dừng chân bên bản Ngầu, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, một bản người Tây đã gắn bó với dòng Gâm từ bao đời nay. Tôi thì sang đò gắn bó với cái nghề này lâu rồi, từ đời ông đi mạng, chở khách đi mạng, mà đến có thuyền nan, đến bây giờ mới có thuyền to này để đi này. Từ cái thời còn bao cấp, là chở lấy công điểm ấy, lúc đấy chở lấy công điểm ấy, chứ không phải lấy tiền mặt đâu, để lấy thóc gạo ăn. Bản Ngầu được hình thành từ bao giờ, các bậc cao niên trong làng cũng không trả lời được. Chỉ kể sinh ra và lớn lên, bản đã ở đó. Uốn lượn bao bọc lấy làng là dòng sông xanh ngắt, quanh năm nước chảy hiền hòa. Xưa ở đây còn hoang vắng, đồng bào sống tách biệt. Giờ thì đã có đường đẹp, nhà xây, cuộc sống ấm no rồi. Bản Ngầu đã thay ra đổi thịt, chỉ có dòng sông vẫn hiền hòa nơi đó, trường tồn với thời gian. Bình minh trên sông Gâm bắt đầu với những tiếng gà gáy gọi mặt trời lên. Bà con cũng chuẩn bị cho một ngày lao động hăng say. Nơi trường mầm non Hùng Mỹ, tiếng chống trường đã vang lên rộn rã. Tiếng đò cập bến đưa các em học sinh vào lớp học. Một ngày mới đã đến với đồng bào Tày bên sông.
dòng gâm xanh đang vào mùa đẹp nhất của chính mình. Từng được ví như suối tóc của nàng sơn nữ, dòng sông gâm mang vẻ thuần khiết mộc mạc nơi núi rừng, giờ đây mang một vóc dáng tiềm ẩn trong vẻ đẹp thơ mộng, bình lặng, uốn mình, bao bọc, che chở cho người dân, và rồi hòa mình vào dòng sông Lô lịch sử, vang vọng trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam.